Anh đang ăn pizza. Em chuyển lên này mày. Bánh mì, em biết đây là bánh mì sao em còn hỏi. Anh đùa tí thôi. Thế Dung đi mua cái gì đấy? À, em đi mua thì đấy, mua rau. Đây là bim bim với lại nước cơ mà. Thế anh biết rồi, anh làm gì? Dung dạo này kinh phết nhỉ, lại còn chôn cả anh đấy. Chị ạ, anh có biết không, hôm nay em đi mua hàng nhá, cái bà bán hàng còn khen em thông minh đấy. Thế như thế nào mà bà bán hàng lại khen em thông minh? Thì như này nhá, em mua đồ của em hết 39.000 đúng không? Ô, thế em không biết tính toán gì à? Lớp em là lớp chuyên văn, 99% là rốt toán, còn mỗi mình em là 2% còn lại đấy. Này, anh có lọt nước ở nhà ấy, anh uống.